Và hồi xa xưa thì ông bà ta ví von như thế này, một cái câu thơ là yêu nhau thì yêu suốt đêm trường. Vậy thì bây giờ thì sao mọi người? Yêu nhau yêu đến sập giường mới thôi. Một cái câu này rất là thú vị đúng không? Và cam kết với mọi người luôn thì cái mẫu giường ngủ này là không bao giờ sập. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Và nếu có một sự lựa chọn giữa một cái giường ngủ đẹp và một cái giường ngủ chất lượng thì mọi người sẽ có câu trả lời như thế nào? Và đối với Giang Nhi thì câu trả lời đó chính là nội thất Sơn Đông. Tại vì ngay công ty đồ gỗ Sơn Đông vừa mới cho ra mắt một mẫu giường ngủ cổ điển giác vàng. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa dòng gỗ tự nhiên là gỗ gõ đỏ cùng với nguyên liệu vàng được nhập khẩu hoàn toàn từ Italia. Mang cả cung điện hoàng gia vào phòng ngủ với mẫu giường cổ điển châu Âu với thiết kế sang trọng mang đẳng cấp thế giới. Không chỉ đơn thuần là một chiếc giường ngủ mà đây là một trong những tác phẩm nghệ thuật kiến trúc được lưu giữ theo thời gian qua bàn tay khéo léo của những người thợ thủ công, từng đường nét hoa văn được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ và sắc sảo. Sử dụng với nghệ thuật lâu đời như là một bức tranh được các nhà điêu khắc truyền cảm hứng vào không gian sống phồn hoa và lộng lẫy. Và hiện nay, nội thất giác vàng được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng bởi nó không những toát lên được vẻ đẹp sang trọng, quý phái cho căn nhà mà nó còn thể hiện được đẳng cấp cho chủ nhân sở hữu. Tại nội thất Sơn Đông, những chiếc giường ngủ cổ điển giác vàng mang đậm phong cách châu Âu nhưng lại được các người thợ Việt Nam sản xuất hoàn toàn bằng thủ công, vô cùng tinh tế và tỉ mỉ. Những chiếc giường ngủ cổ điển như thế này có giá bán hàng trăm triệu đồng, nhưng được rất là nhiều khách hàng ưng ý và không ngần ngại mua về cho gia đình của mình. Chúng được hình thành nên bởi những người thợ mộc chuyên nghiệp. Từng công đoạn chạm khắc hoa văn hay giác vàng đều được thi công một cách tỉ mỉ và cẩn thận từng bước một. Đòi hỏi phải có sự tập trung cao từng chi tiết mới có thể hình thành được một chiếc giường ngủ giác vàng tuyệt vời như thế. Bởi vì vậy, gia chủ có thể chi hàng trăm triệu đồng cho chúng quả thật là vô cùng xứng đáng. Ngoài ra, nếu bạn là một trong những người yêu thích sự sang trọng, quý phái thì đừng nên bỏ qua chiếc giường ngủ cổ điển giác vàng này. Bởi trong phong thủy, vàng chính là biểu tượng của sự may mắn, kích thích được sự hưng phấn và trí tuệ, giúp cho chúng ta tạo ra những thành tựu vô cùng tốt đẹp. Với mẫu giường cổ điển gõ đỏ giác vàng tại công ty nội thất Sơn Đông, được làm hoàn toàn từ dòng chất liệu là gỗ gõ đỏ tự nhiên cao cấp loại 1, được kiểm tra nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào. Với công nghệ tẩm sấy 4D hiện đại sẽ hạn chế tối đa việc nứt nẻ cong vênh cũng như là mối mọt trong quá trình sử dụng của sản phẩm. Kết hợp vô cùng hoàn hảo với dòng chất liệu là vàng được nhập khẩu từ Italia, có đầy đủ chứng từ và giấy cam kết đầy đủ. Với những đặc điểm vô cùng đặc biệt, phần đầu giường, đuôi giường thì có độ dày là 8,5cm. Riêng phần vai giường là được làm hoàn toàn liền tấm với độ dày là 5cm. Chiếc giường được thiết kế vô cùng thuận lợi trong quá trình di chuyển cũng như là bàn giao sản phẩm là thiết kế lắp ráp. Với kích thước lọt lòng là 2m2 x 2m, vô cùng rộng rãi và thoải mái cho người nằm cũng như là chủ nhân sở hữu. Về phần độ giường thì có chiều ngang phủ bì là 2m37, phần chiều cao là 1m74 và độ dày là 8,5cm. Đuôi giường thì có kích thước chiều ngang phụ bì là 2m37, chiều cao là 85cm và độ dày cũng là 8,5cm. Riêng phần vai giường được làm liền tấm với độ dày rộng là 31cm và độ dày lên đến là 5cm. Với giá bán là 127 triệu 900 nghìn đồng, quý khách hàng mua sản phẩm sẽ được nhận những chế độ hậu mãi sau đây. Với chính sách bảo hành là 5 năm, bảo trì là vĩnh viễn, được 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu tiên sử dụng của sản phẩm. Giao hàng toàn quốc, lắp đặt tận nhà, đặc biệt những quý khách hàng đang ở trong khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Cần Thơ sẽ được hoàn toàn miễn phí. Để được biết thêm thông tin chi tiết vào sản phẩm, quý khách có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline 0972 636 709 hoặc 0869 018 768.
Ngoài ra, để xem được nhiều hơn những mặt hàng khác, mọi người có thể truy cập vào trang website nội thất sondong.com. Tại đây, công ty có update đầy đủ tất cả những mặt hàng nội thất đang kinh doanh, cũng như là thông tin về sản phẩm dễ dàng cho mình lựa chọn. Và hẳn ai cũng biết giấc ngủ có vai trò quan trọng như thế nào đối với sức khỏe và tinh thần của con người. Vì thế mà giường ngủ được xem là một trong những vật dụng quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Giường ngủ có ảnh hưởng trực tiếp và liên quan đến sức khỏe, trạng thái tâm lý và hạnh phúc, cũng như là chất lượng cuộc sống. Vì vậy, hãy đầu tư cho mình một chiếc giường ngủ tốt, hợp phong thủy cũng chính là đầu tư cho hạnh phúc của gia đình bạn. Hiện nay trên thị trường nội thất thì có rất là nhiều loại giường ngủ với mẫu mã vô cùng đa dạng và phong phú. Điều này khiến cho bạn khá là băn khoăn và gặp rất là nhiều khó khăn trong việc lựa chọn một chiếc giường để đảm bảo chất lượng, bền và đẹp. Thì công ty nội thất Sơn Đông tự tin rằng với mẫu giường ngủ cổ điển giác vàng ngày hôm nay sẽ thật sự làm hài lòng quý khách.